chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh xe máy nha. Thì lại là Lan đây, Lan lại tiếp tục chia sẻ cho mình về cái mẫu xe tay ga nha các bạn. Đây, các bạn thấy dòng xe này rất là đẹp đúng không? Đây là một cái mẫu xe lít nha các bạn. Lít màu bạc nhám nha. Thì dòng này thì của hãng Honda thì rất là quen thuộc rồi. Thì nó sử dụng cho mình là cái khóa thông minh luôn các bạn. Và nó có chế độ tìm xe chống dắt, mở khóa xe đầy đủ nha các bạn. Cốp xe thì các bạn thấy này, rất là rộng luôn. Đó, chúng ta có thể đựng đồ thoải mái đây. Để nó có đầy đủ tính năng trên cái remote này nha các bạn. Và cái này nó tiện lợi hơn nữa, đó là cái nắp đổ bình xăng ở phía trước này nha các bạn. Cái này khóa lại rồi, không có mở được. Rồi ở đây nó có một cái hộp đựng đồ nữa các bạn. Nè, chúng ta có thể đựng giấy tờ là một số vật dụng cần thiết ở trên đây ha. Và có cổng xài điện thoại cho mình luôn nha. Thì cái này nó còn có cái phiên bản này được gọi là phiên bản đặc biệt các bạn, màu bạc nhám. Thì trên đây Lan còn có màu đỏ cái bản cao cấp nữa nha các bạn. Về tính năng của màu đỏ này thì nó cũng giống như là màu bạc vậy các bạn. Nó đầy đủ tính năng giống như cái bản đó luôn, nó chỉ khác về màu sơn thôi các bạn. Thì giá xe nó dao động tầm 38 cho tới 39 triệu nha các bạn. Nó giá đang báo là chỉ giá xe thôi, chưa có bao gồm giấy tờ hay là biển số gì, nói chung là chưa bao gồm giấy tờ biển số nha các bạn. Thì xe này các bạn mua trả góp thì trả trước giúp Lan tầm khoảng 8 triệu nha. Đó là bị ở thành phố, biển thành phố thì các bạn trả 8 triệu, còn biển tỉnh thì các bạn có thể trả giúp Lan tầm khoảng 6 triệu là được nha. Thủ tục thì cần một giấy tờ, đó là căn cước công dân nha các bạn. Nếu có thêm hộ khẩu, bằng lái hay giấy tờ gì khác thì mang theo giúp Lan luôn ha. Đó. Ngoài mẫu xe này ra thì bên Lan còn nhiều mẫu xe khác đây các bạn nhìn thấy ha, rất là nhiều dẫu xe luôn. Đó là Vision nè, rồi Vario, xe nhập khẩu ha. Đó. Rồi SH-Mod, nói chung là rất là nhiều luôn. Các bạn nào mà quan tâm về những cái dòng xe bên cửa hàng bên Lan á, thì các bạn cứ liên hệ với Lan qua số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Thì đến gặp trực tiếp Lan ha, thì sẽ được giảm ngay 500 cho tới 1 triệu đồng tùy dòng xe nha các bạn. Thì Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình ha. Lan xin chào và hẹn gặp lại các bạn.